Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phan Minh Vlog. Thưa các bạn, năm mới, mình xin chúc toàn thể các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, và vạn sự như ý trong năm mới. Chúc các bạn luôn luôn có nhiều năng lượng trong cuộc sống. Thưa các bạn, năm mới đã đến, thì hôm nay mình mời các bạn đi với mình đến hội Hoa Xuân tại thành phố Hồ Chí Minh để xem cái cảnh nô nức náo nhiệt như thế nào, và hội Hoa Xuân có những trang trí về những cành hoa, chậu hoa đặc biệt như thế nào. Thì sau đây mời các bạn cùng đến hội Hoa Xuân tại thành phố Hồ Chí Minh với mình, cùng chiêm ngưỡng và thưởng thức cảnh nhộn nhịp và cảnh đón Tết của người dân thành phố Hồ Chí Minh ra sao nhé. Các bạn, mời các bạn đón xem nhé.
xem video. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành và ủng hộ kênh vlog của mình. Cảm ơn những người luôn đồng hành cùng mình và luôn ủng hộ mình. Mình thành thật là tri ân một năm qua những người đã đồng hành và ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin chào các bạn. Hẹn các bạn lại video sau nhé. Xin chào, tạm biệt.